Theo một tài khoản trên mạng xã hội, Đồng Lệ Á được cho là có mối quan hệ tình cảm với một quan chức cấp cao để được nâng đỡ và duy trì chỗ đứng lâu dài trong giới giải trí. Cô còn bị tố dụ nhiều nữ diễn viên tham gia các hoạt động không lành mạnh. Tin tức trên gây bàn tán xôn xao trong dư luận Trung Quốc. Đây không phải lần đầu tiên Đồng Lệ Á bị tung tin có mối quan hệ tình cảm với quan chức. Năm 2021, nữ diễn viên nổi tiếng bị tung tin sắp kết hôn với một quan chức sau khi cô được bổ nhiệm vào chức vụ phó chủ nhiệm của tổ chức văn nghệ mới thuộc Hiệp hội Nghệ thuật Truyền hình Trung Quốc. Thời điểm đó, Đồng Lệ Á đã lên tiếng phủ nhận và 6 người có liên quan tới việc tung tin đồn đã bị xử lý. Song hiện tại, tin đồn thất thiệt về đời tư của nữ diễn viên xinh đẹp lại xuất hiện trên mạng xã hội, khiến Lệ Á phải lên tiếng phản hồi. Thông qua người đại diện, Đồng Lệ Á phủ nhận mọi tin đồn tiêu cực và khẳng định người tung tin có động cơ bịa đặt vu khống cô. Đồng Lệ Á đã ly hôn và đang độc thân. Cô ấy chưa bao giờ có hành vi vô đạo đức hay vi phạm pháp luật nào như tin đồn đang lan truyền trên mạng. Chúng tôi cũng xin khẳng định, Đồng Lệ Á không nhận được bất kỳ sự ưu ái nào hay phải phục tùng bất kỳ ai, người đại diện của Đồng Lệ Á nói. Phía người đẹp cũng thông báo đang thu thập chứng cứ, sẽ khởi kiện những tài khoản mạng xã hội tung tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến danh tiếng và hình ảnh của nữ diễn viên. Trước đó, nữ diễn viên đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận ồn ào, kêu gọi khán giả không nên lan truyền thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến người khác. Theo ghi nhận, sau khi ly dị Trần Tư Thành năm 2021, Đồng Lệ Á liên tục bị đồn đoán tái hôn với một người đàn ông hơn 16 tuổi. Vụ việc gây ra nhiều ồn ào, khiến nữ diễn viên phải báo cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ các nghi phạm. Tuy nhiên, những thông tin tiêu cực vẫn tiếp tục được lan truyền trên mạng xã hội. Đồng Lệ Á sinh năm 1983, là một trong những mỹ nhân tân cương đình đám của làng giải trí Hoa ngữ. Đồng Lệ Á từng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng của màn ảnh Trung Quốc như Mộng Hồi Đường Triều, Thất Tình 33 Ngày, Đường Sơn Đại Địa Chấn, Mỹ Nhân Thiên Hạ, Chuyện Tình Bắc Kinh, Lưu Luyến Không Quên, Làng Nhà Bản Hài, Những Kỳ Vọng Lớn Lao. Một trong những vai diễn ấn tượng nhất của Đồng Lệ Á chính là vai Tố Ngôn trong Cung Tỏa Tâm Ngọc. Với vai diễn này, mỹ nhân sinh năm 1983 đã lọt vào danh sách tứ đại mỹ nhân cổ trang của làng giải trí Trung Quốc bên cạnh Lưu Thi Thi, Dương Mịch, Đường Yên. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Đồng Lệ Á bất ngờ thông báo kết hôn với nam diễn viên Trần Tư Thành. Trở thành người phụ nữ của gia đình, Đồng Lệ Á chấp nhận rút lui khỏi làng giải trí để tập trung chăm sóc con trai, vun vén tổ ấm gia đình và làm hậu phương cho chồng phát triển sự nghiệp. Song Trần Tư Thành bị phát hiện ngoại tình lừa dối vợ. Sau nhiều lần tổn thương và gần 7 năm chung sống, Đồng Lệ Á và Tư Thành quyết định ly hôn vào năm 2014. Bước ra khỏi cuộc hôn nhân cũ, Đồng Lệ Á quyết định trở lại làng giải trí, tích cực làm việc và tìm lại danh tiếng. Sự nghiệp của cô cũng có dấu hiệu khởi sắc sau khi ly hôn. Nữ diễn viên được mời tham gia nhiều sự kiện, góp mặt trong các chương trình truyền hình, đóng phim, làm MC. Cô cũng nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả. Năm 2021, Đồng Lệ Á được bổ nhiệm chức phó chủ nhiệm của tổ chức văn nghệ mới thuộc Hiệp hội Nghệ thuật Truyền hình Trung Quốc. Tháng năm vừa rồi, cô xuất hiện trên thảm đỏ liên hoan phim Cannes 2024 tại Pháp và nhận được sự quan tâm của truyền thông.